Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bão số 4 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Hà Nội đóng cửa bệnh viện, nhà hàng không đảm bảo phòng dịch. Doanh nghiệp Hưng Yên chủ động các biện pháp phòng dịch COVID-19. Thái Bình xét xử Đường Nhuệ đánh người tại công an phường. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4 vào ngày hôm nay 19 tháng 8 và sẽ gây mưa rất to trên diện rộng trong những ngày tới. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai bàn giải pháp ứng phó mưa bão diễn ra ngày 18 tháng 8 tại Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là Bắc Vĩ Tuyến 18 và phía Đông Kinh Tuyến 112,5. Dự báo từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 8, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa đến 150mm, có nơi trên 170mm. Cảnh báo từ chiều ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên diện rộng. Trong khi đó, vào hồi 8 giờ 13 phút sáng nay ngày 18 tháng 8, lại xảy ra trận động đất có độ lớn 4,3 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Từ hôm nay, các khu vực thượng lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã và các sông ở Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ có nơi lên mức báo động 3. Các hồ chứa lớn như là Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà vẫn còn tổng dung tích đón lũ 2,1 tỷ mét khối. Mặc dù vậy, đợt mưa những ngày tới có thể khiến một loạt hồ phải xả, vì thế các địa phương cần đặc biệt chú ý an toàn hạ du. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn, cử người canh gác các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, theo dõi chặt chẽ các diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đi điều, hồ chứa, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Điện Biên và Quảng Ninh. Như đã đưa tin, trận lũ quét xảy ra sáng 17 tháng 8 tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân và công trình trường học. Hiện người dân Nậm Nhừ cùng chính quyền địa phương, các ngành chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con ổn định cuộc sống sau cơn lũ. Gia đình anh Đỗ Công Mạnh là một trong 4 gia đình bị cơn lũ quét cuốn trôi nhà cửa và tài sản ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ. Chỉ trong phút chốc, cơn lũ đã cuốn trôi gian nhà mà gia đình anh dùng để chứa hàng hóa, vật liệu xây dựng. Ngoài 4 ngôi nhà của người dân, một dãy nhà nội trú của học sinh bị cuốn trôi hoàn toàn, còn dãy nhà công vụ của giáo viên cũng đang đứng trước nguy cơ rất cao bị đổ sập khi phần móng cột nhà đã bị nước lũ quét vào và cuốn đi. Tính đến cuối giờ chiều ngày 17 tháng 8, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Nậm Pồ ước tính đã lên đến hơn 4 tỷ đồng, trong đó riêng bản Nậm Nhừ 1 hơn 3 tỷ đồng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh sẽ có đợt mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19-20 tháng 8. Mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 tiếp tục gây thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh. Mưa lớn làm sạt lở ta luy dương, dạng cung trượt đường dẫn lên nút giao thông Đồng Lá gần trạm thu phí Đồng Lá của thành phố Cẩm Phả với chiều dài khoảng 100 mét, khả năng gây chia cắt giao thông từ Hạ Long Cẩm Phả lên đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn rất cao. Hiện doanh nghiệp quản lý tuyến đường trên đang tập trung khắc phục hậu quả. Mưa lớn cũng gây thiệt hại về hoa màu, thủy sản, đường giao thông tại các huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 8, mưa lớn đã làm sạt lở đất, khiến hai người trong một gia đình ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long bị thương. Tính đến sáng ngày 18 tháng 8, vẫn còn 85 trên 3.000 hộ dân bị cắt điện tạm thời do mưa lớn làm ngập lụt khu dân cư. Trong đó có 83 hộ dân ở khu vực Kỳ Thường và 2 hộ dân ở khu Ít Kiêu của thành phố Hạ Long. Tận dụng lợi thế có dòng sông Hồng và sông Ninh Cơ chảy qua, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã phát triển nghề nuôi cá lồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do mưa bão từ các năm trước, người nuôi cá lồng đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng cá. Những lồng cá trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Châu này trước đây
đã bị một trận bão lớn cuốn trôi đi tất cả, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Để giảm thiệt hại cho các lồng cá trong mùa mưa bão, ngay từ đầu tháng 7, người nuôi cá lồng đã đầu tư thêm thùng phao nổi mua lưới chắn buộc lại toàn bộ hệ thống lồng cá để không bị trôi vỡ khi nước chảy xiết. Trước thì mình ban đầu mình mới làm thì kinh nghiệm chưa có lắm, mối hàn thì mình cũng chưa được chắc chắn, xong vì sau cái đợt bão đấy mình gia cố thêm nhiều các mối sắt gọi là ke góc các thứ nữa. Vì hàn thêm nhiều cái mối nối để cho cái lồng bám vào nhau nó chắc chắn hơn. Để đảm bảo cho an toàn cho lồng cá trong mùa bão thì chúng tôi đã dùng lưới vây chung quanh lồng và lưới phủ mặt trên lồng cho cá nó khỏi nhảy ra mặt ra khỏi lồng cá và đảm bảo cho mưa gió nó không bị sóng té nước vào. Trên địa bàn huyện Xuân Trường hiện có khoảng 60 lồng cá của hàng chục hộ với tổng diện tích mặt nước gần 30.000 m2, mỗi lồng nuôi được từ 5.000 đến 6.000 con. Với giá cả ổn định như hiện nay, mỗi năm người nuôi có thu nhập hàng tỷ đồng từ các lồng cá. Chính vì vậy, việc chủ động ứng phó sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Trước khi mà có những cái bão thì chúng tôi thành lập đoàn làm bản cam kết với các chủ hộ nuôi các lồng bè làm sao để đảm bảo giữ an toàn tính mạng tài sản của các chủ hộ. Theo khuyến cáo của ngành chức năng tỉnh Nam Định, để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, người nuôi cá lồng cần chú ý tuân thủ các biện pháp phòng chống mưa bão, tìm vị trí an toàn kín gió, dòng chảy nhẹ để neo đậu lồng bè khi mưa bão đổ bộ. Nếu cá đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch ngay. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây tại Sở Y tế Hải Dương, đại diện tập đoàn TNT Group đã trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Real-Time PCR gồm một hệ thống đọc Real-Time PCR và 4 máy tách chiết theo tiêu chuẩn châu Âu cho ngành y tế tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, tập đoàn TNT đã ủng hộ cho cuộc chiến chống COVID-19 với số tiền lên đến gần 60 tỷ đồng. Cũng trong sáng ngày 17 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hải Dương để tăng cường năng lực y tế phòng chống dịch COVID-19. Số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để mua kit test xét nghiệm nhằm phục vụ cho việc tiến hành xét nghiệm diện rộng. Hải Dương đang gặp khó khăn về hệ thống trang thiết bị y tế, máy móc đã được đầu tư từ nhiều năm trước, vận hành liên tục trong suốt thời gian và thường xuyên phải sửa chữa. Hiện Hải Dương đã phát hiện được 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến nhà hàng Thế giới Bò Tươi ở số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Từ ngày 16 tháng 8, các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bắt đầu thực hiện vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn. Vào đầu giờ buổi sáng cũng như giờ tan tầm buổi chiều, do lượng người ra vào thành phố quá đông tại các chốt Ngô Quyền, Điện Biên Phủ, Trường Chinh, Hải Tân, Nguyễn Thị Duệ đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã hoạt động hết công suất để phân loại các đối tượng và người tiếp xúc với các địa điểm có dịch COVID-19. Để được ra vào thành phố, người dân phải có lý do chính đáng như công nhân đến công ty làm việc hoặc phải được lực lượng chức năng cho phép. Khi được chấp thuận, người dân phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định. Lực lượng công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng cho các phương tiện. Ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 15 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp nhằm giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân huyện, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới phù hợp với thực tế của địa phương. Trung tâm đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Đoàn kiểm tra giám sát, Đội phản ứng nhanh, Đội chống dịch cơ động. Tổ chống dịch tại các xã thị trấn đặc biệt xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19. Cái việc phân luồng đấy là chỉ là trong một cái khâu thôi để thực hiện phòng chống dịch, và các đồng chí là khi được phân công nhiệm vụ ấy thì cũng thực hiện đúng theo cái biện pháp là cách ly. Khi mà bệnh nhân vào điều trị nội trú thì chúng tôi cũng bố trí những cái phòng để sàng lọc, khám sàng lọc
ở tại các khoa phòng chứ không đơn thuần là chỉ cái phòng khám bệnh, khu khám bệnh. Đấy, thì trong cái việc là khi bệnh nhân ngồi đợi chờ khám thì chúng tôi cũng yêu cầu cũng giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Trung tâm bố trí một khu riêng biệt dành cho phân loại khám và tư vấn bệnh viêm đường hô hấp cấp tính với đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế. Với những trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các vùng có dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Hải Dương hay có một số biểu hiện viêm đường hô hấp đều được khám sàng lọc và điều trị tại khu riêng biệt này để phòng tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Các khoa phòng đều được trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn. Người dân cũng thường xuyên được cán bộ y tế nhắc nhở việc thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét. Trước khi vào bệnh viện thì được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn y tế. Ngồi đây mà không đảm bảo là các bác sĩ, nhân viên y tế đã đến để nhắc nhở. Việc phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bệnh viện và các khoa phòng bằng dung dịch chloramine B được duy trì hàng ngày. Bên cạnh đó, việc cài đặt ứng dụng Bluezone cũng được triển khai. Đến nay, 100% cán bộ y bác sĩ của trung tâm cài đặt ứng dụng này. Hiện 8 trên 10 ca mắc ở cộng đồng của Hà Nội là được phát hiện tại các bệnh viện. Trước tình hình này, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện trên địa bàn, đặc biệt là tư nhân. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội nhận định nguy cơ lây lan tại các bệnh viện rất cao. Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Y tế, nhiều bệnh viện vẫn chưa kiểm soát tốt người nhà bệnh nhân ra vào, chưa thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, đề nghị Sở Y tế tham mưu cho ban chỉ đạo có văn bản đề nghị tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu xây dựng bệnh viện an toàn, kiên quyết dừng hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Ngay sau cuộc họp này, Hà Nội sẽ ban hành công điện khẩn yêu cầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 8, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, bia hơi, nước giải khát phải thực hiện giãn cách, nhân viên đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt cho khách và bố trí ngồi giãn cách tối thiểu 1 mét. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do nhiều tỉnh, thành phố đã có các ca lây nhiễm bệnh ngoài cộng đồng như Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội. Điều này không chỉ gây khó khăn cho khoanh vùng dập dịch mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch lây lan rộng. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp phòng dịch. Đội ngũ bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát những ngày này bận hơn trước. Bận vì ngoài nhiệm vụ bảo vệ tài sản sản xuất như thường lệ, họ còn đảm nhiệm vai trò thực hiện các biện pháp ngăn ngừa phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ người và phương tiện ra vào công ty hàng ngày. Khi khách đến, chúng tôi lấy thông tin của khách, rõ đầy đủ họ tên, quê quán và đến từ nơi nào, đến liên hệ công tác ở nhà máy, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn là khách phải đeo khẩu trang và phải đo thân nhiệt với lại sát khuẩn tay trước khi vào nhà máy. Thông tin từng cá nhân đến công ty liên hệ công việc cũng được kê khai kỹ hơn. Trước kia chỉ cần tên tuổi và địa chỉ làm việc thì nay thêm cả thông tin về quê quán, số điện thoại liên lạc. Việc mà làm đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào công ty và khai thông tin là rất cần thiết. Sau này mình có di chuyển đến đâu thì mình sẽ biết là vị trí mình di chuyển đã đến và những cái chỗ nào mình đã đi. Vì dây chuyền sản xuất tự động hóa hầu hết các công đoạn nên số lao động làm việc tại công ty không nhiều, chỉ trên 200 công nhân nhưng tham gia vào tất cả các công đoạn. Đây cũng là một thuận lợi để doanh nghiệp sắp xếp hạn chế tiếp xúc gần của người lao động giữa các phân xưởng sản xuất cho đến bố trí bữa ăn ca trong quá trình làm việc. Xác định là cái nhiệm vụ song trùng giữa sản xuất và việc phòng chống COVID-19 là rất quan trọng. Không chủ quan mà chủ động các biện pháp phòng dịch góp phần giúp doanh nghiệp giữ ổn định sản xuất. Kết quả đã đạt trong 6 tháng đầu năm, Điện lạnh Hòa Phát doanh thu vượt năm 2019. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên đánh dấu công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát lọt vào top doanh nghiệp có doanh thu 1.000 tỷ đồng. Gần một năm sau khi mở thành công vòng cầu đầu tiên trên phố Phùng Hưng, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội đang tiếp tục thông 5 vòng cầu liên tiếp. Đây cũng là bước đầu tiên trong dự án cải tạo không gian vòng cầu dẫn lên cầu Long Biên. Song song với đó là hoạt động thiết kế không gian bên trong vòng cầu nhằm tạo ra những không gian văn hóa mới tại thủ đô.
Vòm cầu Phùng Hưng hơn 100 tuổi đang được tiếp tục tháo dỡ thí điểm. 5 vòng cầu được đục thông đợt này là các vòng cầu từ 79 đến số 83 thuộc khu vực gầm cầu nối từ Hàng Cót đến Hàng Dày, đoạn đường dẫn phía nam cầu Long Biên. Đây là 5 vòng cầu đại diện cho từng kết cấu khác nhau, như vòng cầu được bịt kín hai đầu bên trong rỗng và vòng cầu bịt kín hai đầu bên trong lớp đất đá. Khu vực vòm cầu đá Phùng Hưng có 131 vòng cầu dẫn đường sắt và có tới 127 vòng cầu được bịt kín do yêu cầu đảm bảo an ninh trong giai đoạn trước đó. Việc đục thông vòm cầu nhằm từng bước hiện thực hóa đề án không gian văn hóa thương mại dịch vụ du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa Hà Nội. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện có 6.580 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 13.700 hồ sơ với số tiền hơn 57.400 tỷ đồng. Dịch vụ hoàn thuế điện tử được Tổng cục Thuế triển khai từ ngày 4 tháng 8 năm 2017. Sau hơn 3 năm triển khai, hệ thống hoàn thuế điện tử đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.580 trên tổng số 6.834 doanh nghiệp được hoàn thuế, đạt 96,28%. Số hồ sơ tiếp nhận là 13.741 hồ sơ trên tổng số 14.088 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,54%. Với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 57.422 tỷ đồng. Cùng với việc giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử, Tổng cục Thuế cũng đã thí điểm triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và rất có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhưng hiện nay, cả 3 hãng hàng không nội địa đều đã mở bán vé máy bay phục vụ hành khách. Theo đó, Vietjet thông báo mở bán vé bay dịp Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 12 tháng 8 với 1,5 triệu vé cho tất cả đường bay nội địa trong dịp cao điểm đi lại này. Đặc biệt, hành khách đặt mua vé sớm sẽ nhận nhiều ưu đãi giá vé rẻ của hãng. Bamboo Airways cũng mở bán 1,2 đến 1,5 triệu vé máy bay Tết 2021 trên tất cả các đường bay nội địa. Thời gian bay từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco cũng thông báo chính thức mở bán vé Tết từ ngày 18 tháng 8 với hơn 2 triệu vé trên tất cả đường bay nội địa được tung ra thị trường. Ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, biệt danh Đường Nhuệ, liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Khoảng 7 giờ 30, bị cáo Nguyễn Xuân Đường được xe thùng đưa đến sát cửa phòng xử án để dẫn giải vào bên trong. Các cá nhân liên quan đến vụ án này cũng được triệu tập. Hôm nay mục đích của tôi là phải nêu rõ được ra cái vấn đề trách nhiệm của những người đứng đầu trong pháp luật của tỉnh Thái Bình này, nói chung và cái phường Trần Lãm và cái công an thành phố nơi riêng đấy, để làm rõ được cái trách nhiệm của họ. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử tập trung làm rõ những diễn biến liên quan đến hành vi đánh người của Nguyễn Xuân Đường xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014. Khi bị cáo đến cửa, bị cáo hỏi chú ý là chị nói em tôi ăn cắp xe máy là ai, đúng là cái chị nói là tao có bằng chứng hết, cái sau có bằng chứng thì kính thưa hội đồng xét xử, lúc bây giờ bị cáo bảo là nếu mà chị cứ báo công an làm việc, nếu mà không đúng sự việc như thế là tôi tát một lần chị. Tại tòa, bị cáo Đường đã nhận rõ tội của mình gây ra. Ngoài việc phải hầu tòa lần này trong vai trò bị cáo, Đường Nhuệ sẽ còn phải đối mặt với ít nhất 2 vụ án khác mà cơ quan tố tụng tại Thái Bình đang làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.